Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, người dân các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào đến Bắc Tây Nguyên vẫn sẽ có được những khoảng tạnh giáo để bắt đầu công việc của một tuần mới. Nhưng xin lưu ý là quý vị nên mang theo những vật dụng che mưa trước khi ra khỏi nhà, vì từ chiều tối nay, mưa sẽ bắt đầu xuất hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Dự báo đợt mưa lớn này sẽ bắt đầu từ chiều tối nay và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 11, với tâm mưa là các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận, hầu khắp các tỉnh Tây Nguyên, với lượng mưa nhiều nơi lên tới từ 300 đến 400mm, có nơi trên 700mm. Vì thế, tình trạng lũ quét và sạt lở đất cũng như nguy cơ ngập úng hay là lũ lớn ở một loạt các sông sẽ tái xuất hiện. Người dân ở những khu vực trũng thấp, xung yếu cần đặc biệt lưu ý. Tuy mưa gia tăng nhưng chủ yếu về thời điểm chiều tối nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh miền Trung nhìn chung là ít thay đổi. Từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 25 đến 28 độ. Riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ ở dưới ngưỡng 21 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, trong hôm nay và ban ngày trời vẫn nắng ráo với nhiệt độ ở mức vừa phải, chỉ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Về chiều tối, khả năng sẽ có mưa rải rác, quý vị cần lưu ý di chuyển trong thời điểm tan tầm. Quay trở ra với khu vực miền Bắc, do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, vì thế thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, trời khô. Vào ban ngày có nắng, nhiệt độ cao trong khoảng từ 27 đến 30 độ, nhưng trời hanh khô với độ ẩm giảm thấp xuống dưới ngưỡng 55%. Việc bổ sung thêm các loại rau củ và hoa quả trong những bữa ăn hàng ngày là rất cần thiết cho cơ thể trong thời tiết khô hanh như vậy. Nền nhiệt đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc do ảnh hưởng của hiện tượng phát xạ nhiệt nên mức nhiệt giảm thấp, chỉ còn từ 15 cho tới 17 độ. Khu vực đồng bằng và Hà Nội dao động từ 19 đến 20 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thời tiết Biển Đông đang tiếp tục xấu với hoạt động của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 12 và đi rất nhanh theo hướng Tây. Trưa nay sẽ quét qua phía Tây Bắc của đảo Song Tử Tây. Dự báo nó sẽ gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 khi đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận vào khoảng trưa chiều ngày 10 tháng 11. Sau đó suy yếu thành vùng thấp trên khu vực phía đông Campuchia. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 120 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Ở khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Bắc Bộ do nằm sâu trong khối không khí lạnh được tăng cường bổ sung nên trời quang mây và khá là khô ráo. Thời tiết hầu khắp các tỉnh thành không mưa, ban ngày trời có nắng nhưng do nằm trong khối khí lạnh nên nhiệt độ cũng không cao. Cao nhất ban ngày dao động từ 24 cho tới 27 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi nhiệt độ cao hơn, ở ngưỡng từ 28 đến 30 độ. Về ban đêm, do trời ít mây nên phát xạ bề mặt mạnh làm giảm nhiệt độ xuống ngưỡng thấp, chỉ từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới ngưỡng 15 độ. Ngoài ra, về đêm và sáng có khả năng xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa. Do vậy, khi quý vị lưu thông trên đường phố vào khung giờ này, cần chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn, đặc biệt trên các cung đường gồ ghề ở vùng núi. Đối với các tỉnh miền Trung ở khu vực Bắc Trung Bộ, cũng nằm trong khối không khí lạnh như các tỉnh Bắc Bộ, nên thời tiết cũng quang đãng khô ráo. Ban ngày ở khu vực này có nắng với mức nhiệt độ cao nhất, ở trong ngưỡng là từ 25 cho tới 28 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống 18 đến 21 độ và trời rét nhẹ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết lại trái ngược, mưa có xu hướng gia tăng trở lại. Người dân ở các khu vực này cần lưu ý đề phòng, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, dễ kèm theo hiện tượng cực đoan nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời, nền nhiệt độ trên các khu vực này có xu hướng giảm. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong vài ngày qua mưa giảm gián đoạn và có mức nắng vừa phải. Sang ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên các khu vực này vẫn phổ biến là ít mưa. Có chăng về chiều tối và đêm nay, mưa chỉ xuất hiện cục bộ trong thời đoạn ngắn. Mặc dù vậy, bà con vẫn cần đề phòng khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Và tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ. Các bạn đến với thủ đô Hà Nội, sáng nay trời có nắng từ sớm. Tuy nhiên, do nơi đây nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên trời nắng hanh với bầu không khí có làn gió se se lạnh. Do vậy nên nhiệt ở đây cũng không cao, trưa và đầu giờ chiều đạt ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Về ban đêm, phát xạ bề mặt mạnh gây ra nền nhiệt giảm thấp ở ngưỡng từ 18 đến 20 độ. Đồng thời, sáng sớm thời tiết dễ có sương mù xuất hiện. Sương mù trở nên dày hơn đối với khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây ở các quận nội thành do nhiều nhà cao và bê tông nên sương mù mỏng hơn. Cùng có sự tương đồng về thời tiết với thủ đô Hà Nội nên ngày hôm nay, tiết trời tại thành phố Hải Phòng cũng khá là tạnh ráo, ngày trời nắng. Là thành phố nằm gần về phía biển hơn, chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh hơn nên tiết trời sẽ rét hơn về đêm và sáng sớm với mức nhiệt chỉ từ 17 đến 19 độ. Và trưa chiều khi trời nắng thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng từ 24 cho tới 26 độ. Nhìn chung thời tiết khô ráo rất thuận lợi cho các hoạt động giao thương của người dân thành phố cũng như là các hoạt động tham quan ngắm cảnh của du khách tại đây trong ngày đầu tuần. Đến với thành phố Vinh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ do cũng chịu tác động của khối không khí lạnh khô nên thời tiết nơi này cũng phổ biến là ít mưa. Ban ngày trời có nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng là từ 26 đến 28 độ. Về ban đêm nền nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 19 đến 21 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực Trung và Nam Trung Bộ nói chung và tại thành phố Đà Nẵng nói riêng sẽ có mưa gia tăng dần. Mưa tăng cũng làm nhiệt độ giảm. Mức nhiệt cao nhất hôm nay tại Đà Nẵng chỉ ở khoảng từ 24 cho tới 26 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh sang đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa. Ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải và nhiệt độ cũng không tăng cao. Trưa chiều nay không vượt quá ngưỡng 32 độ. Ban đêm nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho tới 26 độ. Tiết trời mát mẻ và dễ chịu, khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Đến với Cần Thơ, tiết trời nơi đây vào ban ngày cũng nắng ráo với cường độ nắng ở mức vừa phải và nhiệt độ cao nhất ngày đạt trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất chỉ khoảng từ 23 đến 25 độ, tiết trời mát mẻ và dễ chịu.